Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Trên tay mình đây là một chiếc Galaxy S23 cũng như người anh em của nó Galaxy S2. Hôm nay thì mình sẽ gửi bạn một cái video so sánh giữa hai cái mẫu smartphone này để xem là liệu Galaxy S3 nó có nâng cấp nhiều hay không nếu mà so với Galaxy S2 nhá. Cũng như là các bạn có xứng đáng để xuống tiền mua em nó hay không. Mời bạn đón xem trong video ngày hôm nay. Cái sự khác biệt đầu tiên giữa Galaxy S23 cũng như Galaxy S2 ấy, đó chính là việc Galaxy S3 chúng ta sẽ có chip mới hơn. Cụ thể các bạn sẽ có Snap 8/2 ở đây nhá. Trong khi đó với Galaxy S2 ấy, chúng ta sẽ chỉ có Snap 8/1 mà thôi. Thành ra những điểm số của chiếc Galaxy S23 nó sẽ cao hơn đáng kể nếu mà so sánh về Galaxy S2. Ví dụ như điểm số AnTuTu ở đây. Còn lại về thông số cấu hình ấy thì chúng ta vẫn sẽ có mức RAM đó chính là 8GB RAM cũng như là mức bộ trong sẽ mặc định là từ 128GB các bạn nhá. Và một điều nữa mình cũng phải lưu ý các bạn nhé, với chiếc Galaxy S3 nếu bạn sẽ lựa chọn phiên bản 128GB ấy, nó sẽ chuẩn bộ nhớ UFS 3.1. Trong khi đó nếu bạn lựa chọn phiên bản 256GB ấy, thì nó sẽ chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 các bạn nhé. Nếu mà cơ bản là bộ nhớ UFS 3.1 ấy, thì điểm số của trên chiếc Galaxy S3 cũng như Galaxy S2 nó sẽ xem nhau. Với việc ra mắt muộn hơn ấy, thì chiếc Galaxy S3 chúng ta sẽ phiên bản One UI 5.1. Trong khi đó với chiếc Galaxy S2 chúng ta sẽ chỉ có phiên bản 5.0 mà thôi. Và cá nhân mình đánh giá thì phiên bản 5.1 ở trên chiếc S23 nó cho những trải nghiệm mượt mà hơn cũng như được tối ưu tốt hơn. Và với việc chạy trên một phiên bản mới hơn thì mình thấy rằng chiếc Galaxy S23 nó sẽ mang lại những trải nghiệm có thể gọi là mượt mà hơn khi mình sử dụng những tác vụ bình thường, điều mà chiếc Galaxy S2 nó sẽ chưa mang lại được. Và cái sự vượt trội về phần hiệu năng của chiếc Galaxy S23 nó cũng sẽ thể hiện qua việc đó chính là mình chơi những tựa game. Cụ thể khi mình chơi những tựa game như LOL tốc chiến hay là PUBG Mobile ấy, thì chiếc Galaxy S3 nó cũng sẽ ổn định hơn đáng kể các bạn nhé. Có thể nhìn vào cái biểu đồ FPS mình đang có ở đây. Tiếp theo đó chính là phần CPU của chiếc Galaxy S23 nó sẽ ít nóng hơn, cụ thể là thấp hơn khoảng tầm 7 độ tùy tựa game. Ví dụ như khi mình chơi trên chiếc Galaxy S2 thì nhiệt độ CPU trung bình của nó sẽ là 59,8 độ C. Trong khi đó với chiếc Galaxy S23 nó sẽ chỉ dừng lại mức đó chỉ là 52,3 độ C mà thôi. Tiếp theo đó là khi mà chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ấy, thì mình thấy rằng chiếc Galaxy S2 nhiệt độ CPU trung bình của nó sẽ là 55,9 độ C. Trong khi đó với chiếc Galaxy S3 nó sẽ chỉ là 48,5 độ C mà thôi. Một cái điểm thú vị nữa nhá, đó chính là với chiếc Galaxy S3 chúng ta sẽ ăn ít điện hơn khoảng tầm 20% khi bạn sử dụng những tác vụ bình thường, ví dụ như chơi game chẳng hạn. Cụ thể với chiếc Galaxy S3 mình chơi PUBG Mobile nó chỉ ăn ngưỡng khoảng tầm là 3,1 W điện mà thôi. Còn với chiếc Galaxy S2 nó ăn đến ngưỡng 3,9 W điện. Tương tự với tựa game LOL tốc chiến ấy thì Galaxy S3 nó ăn cỡ khoảng tầm là 2,85 W điện. Còn với chiếc Galaxy S2 nó ăn đến 3,4 W điện. Với cơ bản chênh lệch cỡ khoảng tầm là từ 17 cho đến 20% các bạn ạ. Về pin nhá, thì chiếc Galaxy S23 nó sẽ nâng cấp nhẹ nếu mà so sánh với chiếc Galaxy S2. Cụ thể dung lượng pin đây sẽ là 3900 mAh, trong khi đó với chiếc Galaxy S2 thì dung lượng pin của nó sẽ chỉ là 3700 mAh mà thôi. Và với việc con chip của nó ăn ít điện hơn ấy, thành ra các bạn cũng sẽ có thời hạn sử dụng pin tốt hơn, cụ thể là cỡ khoảng tầm 7 tiếng như hôm trước mình đã làm video ấy, khi mà chúng ta chỉ sử dụng với wifi nhá. Còn với chiếc Galaxy S2 ấy, thì nó sẽ chỉ loanh quanh cỡ khoảng tầm 5 tiếng mà thôi. Hôm trước thì mình có làm video mình bảo chiếc Galaxy S2 on screen cỡ khoảng tầm 5 tiếng, nhiều bạn nói em này sẽ chỉ on cỡ khoảng tầm là 4 tiếng mà thôi. Thì đây rõ ràng là sự khác biệt khi mà chúng ta sử dụng những cái tác vụ. Ví dụ như mình ít chơi game thì nó có thể on screen được lâu hơn. Các bạn lưu ý điều này nhá. Thế nên với những ai cần một viên pin tốt một tí thì bạn có thể lựa chọn chiếc Galaxy S2, pin của nó sẽ trâu hơn đáng kể luôn, khoảng tầm 2 tiếng. Nhưng mà đáng tiếc một điều đó chính là cả hai mẫu smartphone này nó vẫn sẽ chỉ dùng sạc đó chỉ 25 W mà thôi. Để mà nói về giá nhá, thời điểm hiện tại Galaxy S23 nếu bạn mua ấy, cụ thể tại Onewave mình thấy rằng mức giá của nó sẽ là 19.490.000 nếu bạn tiến hành đặt hàng trước. Còn nếu bạn mua chiếc Galaxy S2 hàng mới thời điểm hiện tại, mức giá của nó sẽ là 12.190.000 các bạn nhá. Tính ra thì chúng ta sẽ có khoảng cách giá là khoảng tầm 6-7 triệu tùy theo phiên bản. Tuy nhiên nếu các bạn mua chiếc Galaxy S3 thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có lợi thế, đó chính là rất nhiều phần quà đi kèm. Ví dụ như mình đang thấy đây, có chương trình thu cũ đổi mới này, số giảm giá đến 5,5 triệu hay là một loạt các những phần quà đi kèm, đặc biệt là cái trải nghiệm ở phòng chờ thương gia nhá. Đây là một cái cực kỳ tiện luôn khi mà bạn đi máy bay. Thế nên nếu bạn nào quan tâm đến mẫu máy Galaxy S3 hoặc là Galaxy S2 ấy, thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để bạn dễ dàng tham khảo nhé. Galaxy S2 mình thấy rằng nếu bạn mua hàng cũ ấy, mức giá chỉ có 8 triệu 9 mà thôi, có thể gọi là rất rẻ rồi. Còn để mà nói phần máy ảnh nhá, thì cụ thể năm nay ấy, Galaxy S3 chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên cảm biến chính của Samsung 50MP đây. Ngoài ra chúng ta sẽ có một chút sự thay đổi. Cụ thể ở trên chiếc Galaxy S3 ấy, thì cảm biến góc rộng sẽ nâng cấp lên là cảm biến IMX từ 563 lên 564 nhá. Tiếp theo đó chính là ống kính tiềm vọng ấy, thì vẫn sẽ giữ nguyên đó chính độ phân giải 10MP cảm biến đến từ Samsung. Còn camera selfie ấy, sẽ được nâng cấp với độ phân giải từ 10 lên 12MP ở trên chiếc Galaxy S23 này.
Xét về tổng thể ảnh ấy thì mình rằng không có quá nhiều sự khác biệt đâu, như kiểu là một con 9 với một con 10 vậy. Trong đó con 10 sẽ chiếc Galaxy S23. Xét về tổng thể ảnh á thì mình thấy rằng nó không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Thậm chí ngay khi chúng ta đặt cạnh nhau ấy thì cũng thấy rất ít luôn. Sẽ chỉ là cái tông màu mà thôi. Tông màu ở trên chiếc Galaxy S23 mình cảm giác rằng nó chân thật hơn một chút. Đây sẽ là một con 9 và một con 10, trong khi đó con 10 ấy sẽ là chiếc Galaxy S23 này các bạn nhá. Và cái sự khác biệt ấy sẽ chủ yếu nằm ở trong điều kiện, đó chính là chụp đêm. Khi mà chúng ta xử lý ánh đèn ấy thì trên chiếc Galaxy S23 nó sẽ xử lý tốt hơn nếu mà so sánh với trên chiếc Galaxy S2, đặc biệt là những vùng ánh sáng xung quanh ở trên chiếc Galaxy S23 có thể lấy được nhiều chi tiết hơn, không bị cháy như trên chiếc Galaxy S2. Mình sẽ cho bạn xem một số ảnh mình đã chụp ở đây nhá. Ngoài ra khả năng quay video chống rung của chiếc Galaxy S23 này rất là tốt luôn các bạn ạ. Còn để vừa nói phần màn hình nhá, về cơ bản kích thước của hai bên là y hệt nhau. Tuy nhiên trên chiếc Galaxy S23 chúng ta sẽ có độ sáng lớn hơn. Cụ thể mắt của nó sẽ là 1750 nits, trong khi đó với chiếc Galaxy S2 chúng ta mắt sẽ chỉ là 1300 nits mà thôi. Ngoài ra có một lợi thế của chiếc Galaxy S23, đó chính là độ sáng bình thường của nó sẽ ngưỡng 1200 nits. Thành ra khi bạn sử dụng bình thường hàng ngày ấy, với chiếc Galaxy S23 các bạn dùng ngoài trời rất là thoải mái luôn, đặc biệt là trong những điều kiện ánh sáng căng đi nữa thì với chiếc Galaxy S23 màn hình của nó vẫn sẽ có độ sáng tốt nhá. Còn để mà nói về những yếu tố khác như kiểu là trải nghiệm vuốt chạm này, sau đó màu sắc, gần như là chiếc S22 cũng như là chiếc S23 nó sẽ tương đương nhau các bạn ạ. Không có quá nhiều điều khác biệt để mà nhận xét đâu, tần số quét cao thì vẫn y vậy. Còn bây giờ để mà nói phần thiết kế thì thực sự nó rất là khó, và trừ khi bạn có cả hai mẫu máy cầm trên tay thì mới nhận ra được. Chiếc Galaxy S2 cơ bản cảm giác cầm nắm của nó sẽ tốt hơn một chút nhá. Cụ thể chúng ta sẽ có những phần viền cảm giác to cao hơn này. Tiếp theo đó các bạn sẽ nhìn phần mặt kính ấy, sẽ thấy rằng mặt kính của chiếc Galaxy S2 nó sẽ to cao hơn một chút. Trong khi đó chiếc Galaxy S3 nó được làm phẳng hoàn toàn luôn. Các bạn sờ vào ấy, sẽ thấy là sắc cạnh hơn. Còn với chiếc Galaxy S2 các bạn sờ vào cảm giác của nó vẫn sẽ có những độ cao nhất định. Thêm vào đó ở mặt lưng của chiếc Galaxy S2 mình thấy rằng nó có yếu tố điểm nhấn. Còn với chiếc Galaxy S23 thực sự là cái yếu tố điểm nhấn như kiểu chiếc lá này ấy, thì nó đã không còn nữa. Thành ra chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt lưng nhìn nó khá bình thường đây. Nếu mà để chọn vào phần thiết kế thì mình sẽ thích thiết kế của chiếc Galaxy S2 hơn, bởi vì nhìn nó ấn tượng hơn các bạn. Được cái là với chiếc Galaxy S23 ấy, thì chúng ta sẽ có những chất liệu nó hoàn thiện tốt hơn. Cụ thể các bạn sẽ có kính cường lực Victus 2 ở đây nhá. Trong khi đó với chiếc Galaxy S2 ấy, chúng ta sẽ chỉ có kính cường lực đó chỉ là Victus cộng mà thôi. Thành ra độ bền của chiếc Victus 2 ấy, bao giờ nó cũng sẽ cao hơn. Về cơ bản thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về sự khác biệt giữa Galaxy S3 cũng như Galaxy S2. Với sự chênh lệch mức giá thời điểm hiện tại cũng khoảng tầm là 6 triệu ấy, thì mình thấy rằng những sự nâng cấp ở trên chiếc Galaxy S23 nó sẽ là một sự nâng cấp vừa đủ khi mà chúng ta có phần hiệu năng tốt hơn, pin ngon hơn. Trong khi đó những cái yếu tố liên quan đến phần màn hình ấy nó cũng sẽ nâng cấp nhẹ về phần độ sáng mà thôi. Và quan trọng hơn là nếu mà bạn nào đặt trước chiếc Galaxy S3 thời điểm hiện tại ấy, chúng ta sẽ có mức giá tốt khoảng tầm là 19 triệu theo mình tham khảo tại cửa hàng Oneway. Còn nếu bạn ít tiền ấy thì chúng ta xác định luôn các bạn có thể mua những mẫu máy Galaxy S22. Tuy nhiên chúng ta có thể lựa chọn những phiên bản bộ nhớ trong 128, hoặc các bạn có thể lựa chọn những phiên bản mà nó độ mới khoảng tầm 99% mà thôi, thì mức giá của nó sẽ rẻ hơn đáng kể khoảng tầm 10 triệu mà thôi nhá. Bạn nào quan tâm ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để các bạn dễ dàng tham khảo, cũng như là các bạn hãy click link ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau, nhấn like cũng như là subscribe hộ kênh Khôn Ngọc nha. Bye.